Vâng, xin được mến chào các thính giả. Và Châu Đăng Khoa đã quay trở lại cùng với chúng ta. Oh yeah. Thấy chị có vẻ mừng rỡ mà tôi không biết là có mừng thiệt không. Thì cũng hy vọng là chị mừng thiệt. Tại vì tuần trước á, mọi người ơi, có biết là lý do tại sao Khoa lại vắng mặt hay không? Dù là chị Diệu Minh đã gọi là van xin nài nỉ và thái độ rất là cầu thị nữa, nhưng mà thực sự thì Khoa phải từ chối thôi vì sức khỏe không cho phép. Đến ngày thu thì Khoa bị sốt và đành lòng đứt đoạn từng đoạn ruột để nhìn cái chén cơm manh áo của mình vô tay của người phụ nữ đồ con đó chính là chị Kim Thanh. Nhưng mà chị cảm thấy rất là vui và có phần hả hê, bởi vì tuần rồi khi mà Châu Đăng Khoa không đến thu được chương trình thì Diệu Minh đã phải năn nỉ Kim Thanh rất nhiều để Kim Thanh thu với Diệu Minh là cái thứ nhất. Còn nhân cơ hội đó cùng với Diệu Minh nói xấu Châu Đăng Khoa, trời ơi cảm giác nói xấu người vắng mặt nó hả hê. Nhưng mà chưa bao giờ mấy chị nói tốt về em luôn á, nên là cái cảm giác em cũng thấy bình thường. May quá cái lúc mà chị nói xấu em á, lúc đó em đang ngủ say mê nên là em không bị nhảy mũi. Muốn nói tốt cho em cũng được, nhưng mà Khoa ơi, em có gì tốt để nói đâu. Đúng rồi, ngoài hả là nhan sắc rực rỡ, trình độ học vấn, một sự nghiệp cũng đỉnh cao, tuổi trẻ, tất cả mọi thứ em đều có hết, thì giờ cũng biết nói cái gì. Cũng thương cho mấy chị. Chị có thiếu nợ và bị hoang tưởng chút xíu đúng không? Ủa chuyện thiếu nợ chị lôi lên đây vậy trời. Thôi chúng ta đến với tuần này với chủ đề vẫn yêu đấy thôi. À chủ đề cũng dễ thương đấy. Nhưng mà list tuần này thì Châu Đăng Khoa có nói Kim Thanh, chị ơi sao list tuần này nó không có hấp dẫn lắm. Đúng vậy á. Nhưng mà Khoa ơi, Khoa hãy hiểu rằng thời điểm này về mặt bằng âm nhạc Khoa thấy là nó cũng sao đúng không? Thật sự. Tại vì có thể là các nghệ sĩ của chúng ta hiện đang chơi chiến dịch nếm mật nằm gai chờ ngày trở lại đấy. Nghĩa là các bạn underground và indie đi lên quá mạnh mẽ và nhanh luôn. Nghĩa là làm cho các ca sĩ chính thống mainstream của chúng ta có một chút gì đó lo lắng. Và những cái sản phẩm của mình nó sẽ không đạt được cái sự thu hút giống như là những gương mặt mới ấy. Vì vậy nên là em nghĩ là đây là cái thời điểm mà các nghệ sĩ mainstream của chúng ta đang thai nghén để làm những sản phẩm thực sự chỉnh chu nhất có thể. Đó là cái áp lực của người nổi tiếng. Thôi, tóm lại là chúng ta... Tóm lại là ngày hôm nay có 8 bài nè mọi người ơi. Đúng rồi. Bài đầu tiên chính là một ca khúc mới của nhạc sĩ Huỳnh Quốc Huy qua giọng ca của Tăng Phúc được mang tên Sài Gòn Yếu Đuối Biết Dựa Vào Ai. Chắc chắn không phải là chị Kim Thanh rồi. Dựa vào chị rất là vững đó nha. Đúng. Wow, và nhân đây thì cũng xin gửi lời chúc mừng cho Tăng Phúc cùng với lại nữ ca sĩ Hà Nhi Idol đã trở thành tân quán quân của chương trình Ẩn Số Hoàn Hảo. Format rất là thú vị đó chị. Nghĩa là một ca sĩ chuyên nghiệp sẽ hát cùng với lại một bạn ca sĩ nghiệp dư. Hà Nhi với Tăng Phúc ai là nghiệp dư vậy? Tăng Phúc. Tăng Phúc và nghiệp dư đúng vậy? Rồi, Tăng Phúc vẫn tính như là nghiệp dư. Hà Nhi thì nó là chinh chiến nhiều lâu năm hơn Phúc nên được tính là chuyên nghiệp. Chị không nghĩ Tăng Phúc nghiệp dư đâu, Tăng Phúc đi hát cũng nhiều rồi và show chậu cũng ổn định rồi cũng... Nhưng mà thật ra cái người ta biết đến Tăng Phúc là những cái hook cover và những cái bài hát mà mashup vậy, kiểu như vậy á, thì vô tình là làm cho mình cái cảm giác maybe có thể đó là cách nhìn nhận của chương trình nha. Yeah. Chúng ta không bàn cãi về nó. Và thực sự thì hai bạn là hai giọng ca rất là đẹp. Và kết hợp với nhau cũng rất là ok và ý nữa. Thì có một tập là em nhớ là tập 6 là Khoa làm giám khảo khách mời cùng với chị Minh Tuyết và anh Chí Tài. Trong chương trình là sẽ có khoảng 10 cặp đôi, sau đó là mọi người sẽ hát qua từng vòng đấu loại. Rất là thú vị. Riêng cái bài này thì cái keyword là Sài Gòn yếu đuối biết dựa vào ai, giống như là một cái tản văn mà Khoa đã đọc rồi, như là nó cho mình một cảm giác nó thành thị á, gì hiểu không? Một cảm giác của những người trẻ thành thị, cô đơn lẻ loi, tâm tư như sóng đánh chơi. Những người ở Buôn Mê Thuột mà xuống thành phố mới có cảm giác đó, chứ người sống thành thị như chị thì chị thấy thoải cũng mái. Đúng là chị sống hơn nửa đời người rồi, chị gần 60 năm cuộc đời ở đây rồi thì nó quen rồi đúng không? Em mới ở thành phố Hồ Chí Minh có 11 năm mà em vẫn nói giọng Buôn Mê. 11 năm tưởng đâu mới có 1 năm chứ. 11 năm nhưng mà em vẫn nói giọng quê hương em thì thấy không? Em không có mất gốc như chị. Ủa? Con gái miền Tây. Mình chưa ở miền Tây ngày nào. Ủa vậy hả? Vậy bây giờ nè, người dân thành phố trả lời câu hỏi đi. Sài Gòn dưới đuối biết dựa vào ai? Dựa vào chị. Ok. Chị rất vững chãi. Ok, em tin điều đó. Mọi người vẫn nhớ là chiều cao và cân nặng của chị Kim Thanh chứ đúng không? 1m79 nặng 79kg. Nhưng mà Tăng Phúc á,
hát live chị thích lắm, thích còn hơn nghe audio nữa, xử lý những cái note cao rất đúng tốt. Rồi Tăng Phúc xử lý bài hát rất là tốt và tinh tế luôn nha, nhạc cảm cũng tốt nữa. Thường mà sao chưa nổi nhở? Có thể là cái duyên và cái thời chưa tới. Tuy nhiên á thì Tăng Phúc đang bị một cái vấn đề là hát điệu quá, quá nắng nót đi, vô tình nó làm cho mình cảm giác nghe nó yếu đuối. Phúc là một người có nhạc cảm rất là tốt, tại vì là Phúc có làm việc cùng cái studio của em, nghĩa là có những lần mà làm việc với Phúc trong studio này, nên là Phúc thực sự là một tài năng. Hy vọng là cái bước đệm quán quân của Ẩn Số Hoàn Hảo sẽ giúp cho Phúc cũng như là Hà Nhi sẽ bước có một bước tiến xa hơn trong sự nghiệp. Phúc có thể hát nhạc ai khác, không hát nhạc Huy nữa thì có nổi hơn không? Maybe, nhưng mà chị quan của nhà chồng được, không tốn tiền thì sao cũng xài. Bây giờ chị biết không, tìm được một cái khúc hay đã khó rồi đó. Mà hả, vấn đề là có nhiều khi hả, ca khúc hay người ta đâu có đưa cho mình nó. Vấn đề là ca sĩ thì ăn rất nhiều, mà nhạc sĩ thì cũng có giới hạn. Rồi chứ kể là bỏ tiền ra để mua bài hát của những nhạc sĩ nổi tiếng, ví dụ như cho Đăng Khoa đi, trời là cũng cao lắm chứ không có giỡn đâu nha, cả gia tài đó. Nên là thôi, tốt nhất là Phúc cứ hát nhạc của Huy đi. Khoa hồi đó Khoa nói là em á, là phát hiện ra ai mà có năng lực thực sự mà điều kiện giới hạn này kia, em sẵn sàng. Ồ, đúng em rồi tặng. Chứ giờ em có Oren với Lily rồi, còn muốn gì nữa chị? Ủa thì tặng thêm Phúc bài đi. Phúc nhà người ta, để nhà người ta lo. Chúng ta đến với ca khúc tiếp theo, Thanh Xuân Từng Đẹp Đến Thế, một sáng tác của Thanh Hưng do Thu Thủy thể hiện. Dạo này Thanh Hưng bành trướng quá ha. Thanh Hưng cảm giác giống như là Andy Nam Chương phẩy vậy đó. Ừ. Thật sự thì đây là một bài hát dễ nghe, có giai điệu khá là bắt tai. Tuy nhiên thì cái phần lyric của em nó chưa có làm cho em chú ý lắm. Tuy nhiên mà chị có coi cái MV chưa? Dĩ nhiên. Cái MV này là một cái MV nghe đồn là kể về cuộc đời của chị Thu Thủy. Em thấy thì sao? Em thấy là chị Thủy có vẻ lựa sai diễn viên á. Thật sự là không có hợp. Em tưởng tượng ra nếu như thay Công Văn Dương bằng Nhan Phúc Vinh thì mọi chuyện đã khác. Ôi, Dinh Dinh của chị rất là tương xứng đúng không? Chị anh Vinh Dinh còn Dinh. Rất đẹp trai, em cũng thích nữa, cựu giải cùng ngày sinh nhật với em luôn. Và một cái nữa là trong 2 năm qua chị Thủy không xuất hiện nhiều, tuy nhiên là vẫn tham gia khá là nhiều chương trình á. Có là em có làm giám khảo Tiger Remix chung với chị nè, rồi diễn tour chung với chị nè, khai trương sắp thời trang của em thì chị cũng đến chúc mừng nữa. Chị rất là dễ thương. Tuy nhiên 2 năm qua chị Thủy ơi, chị làm cái gì mà nay chị tăng cân dữ vậy? Nhìn thấy lên hình mà trời, có vẻ là hơi bị phúc hậu quá nha. Thật ra ở trong hình thì thấy hơi tròn, nhưng mà bữa họp báo thì thấy cũng vừa. Tức là có thể là cái thời chắc điểm chắc là MV em... quay là bữa đó là còn phúc hậu á. Cho nên là sau đến khi... ngày họp báo là teo bớt rồi. Tức là sau khi quay MV xong thấy cái hình ảnh đó là quyết định là giảm cân để cho họp báo đẹp hơn. Ây da, mà thằng dựng MV cục ác nó, ông kéo scale dòng hình ra một chút xíu. Nhìn chị tôi dạng dạng ra một chút ha. Thật ra câu chuyện trong MV thì Thủy có nói là đó là chuyện MV, còn chuyện đời thì có thể chỉ là một mảng mọi người thấy tương đồng thôi, chứ Thủy cũng không khẳng định đó là cái chuyện thực sự của đời mình. Dĩ nhiên là mình không phải Thủy, cho nên mình không biết cái câu chuyện bên trong nó như thế nào. Thành ra chị không có bàn cãi hay là ý kiến gì ở đây. Tại chắc chị có quyền. Tại cái buổi họp báo chị có đưa ra hai thắc mắc. Cái thắc mắc đầu tiên là liệu cái MV này tung ra thì sẽ có ảnh hưởng xấu gì đến Thủy hay không? Ví dụ như là phía bên kia sẽ có những cái feedback không tốt thì tội Thủy hay trời không? Trời ơi, nhưng chắc chắn cái... là không có chuyện đó rồi. Vấn đề là chị Thủy gọi là phụ nữ yếu đuối và cần che chở bảo vệ, nó chẳng ai nỡ đánh phụ nữ dù bằng một cành hoa chứ làm chi mà lời nói. Cái thứ hai nữa là cuối MV có một cảnh có một chàng trai xuất hiện trong vòng 2 giây. Thì đó là người yêu ngoài đời thật sự của Thu Thủy luôn. Em có gặp bạn đó ở ngoài rồi. Đẹp trai. Trông có vẻ trẻ hả? Trẻ hơn chị Thủy quá, nhỏ chị Thủy. Thầy chúc mừng chị Thủy đã trở lại một sản phẩm khá là chỉnh chu. Không biết ekip nào quay MV này ha? Lê Hà Nguyên là đạo diễn của phim Tháng Năm. Lê Hà Nguyên là một cậu em của em. À. Ngày xưa cũng đã từng là nhạc sĩ, đã từng tham gia bài hát Việt cùng với em và Phạm Thần Thắng. Đúng. Nói chung là Lê Hà Nguyên là một chàng trai trẻ rất là có tài. Rồi MV thì sao? Rồi em cảm thấy mọi thứ nó đang dừng lại ở mức chỉnh chu. Ừ. Chứ chưa có điểm lôi cuốn đặc sắc hay là một cái twist plot nào đó để cho mình phải wow, trầm trồ hay là mình phải muốn xem lại. Ừ. Bật mí với chị là ngày trưa ngày hôm nay luôn thì cả nhà em cùng nhau xem với chị Thủy. Ừ. Vì chị dâu em là bạn thân của chị Thủy và cùng nhận xét là Công Dương quá trẻ. Nhưng mà tóm lại,
theo Khoa thì bài này có giúp Thủy được nhiều không trong cái việc quay trở lại? Em nghĩ là không, bằng chứng là tuy cái việc lọt top trending á, nó không có phải là cái yếu tố tiên quyết, nhưng mà đó thể hiện cái sự đón nhận của khán giả và cũng như là thể hiện khá là nhiều thứ. Vậy là cái khúc này là ra mắt nhưng mà không được lọt top trending, nên em nghĩ là chúng ta có thể hy vọng vào một sản phẩm sau. Chúng ta đến với mùa hạ cuối cùng của Trần Lê Quỳnh với sự thể hiện của Đức Tuấn. Một bài hát quá quen thuộc, hai cái tên bảo chứng ngay chất lượng, vậy là đủ, không còn gì để nói với bài hát này. Thì cũng phải nhận xét bản phối mới sao chứ. Anh Thanh Tâm thì quá hay. Để tính là ba cái tên bảo chứng ngay chất lượng, chúng ta còn gì để nói với bài hát này nữa. À, nói về Lê Thanh Tâm, hôm nay em có đọc cái status mới của Lê Thanh Tâm không? Để chị mở ra, chị đọc cho em, rồi em sẽ chia sẻ một chút xíu cảm nhận. Đây là tâm tư của người làm nghề thôi, mà những người như Khoa tâm nên biết hay tâm tư. Đúng là tên Tâm mà chị. Mình sẽ đọc cái tâm tư của nhạc sĩ Lê Thanh. Em đọc cho. Anh Tâm viết rằng nghệ sĩ làm sản phẩm cứ sợ khán giả nghe không nổi, dẫn đến làm cái gì quen quen dễ dễ thôi. Khán giả thì nghe quen quen dễ dễ, hết giống cái này đến hao hao cái nọ, chất lượng thì kém, đâm ra nản. Đi nghe nhạc Mỹ, nhạc Anh, nhạc Hàn cho khỏe, vừa hay hơn vừa học được nhiều thứ. Vậy nhưng vẫn nhiều nghệ sĩ có quan điểm sợ khán giả nghe hỏng được rồi sao anh? Nghe rất có cảm giác hụt hẫng. Không lẽ mọi người nghĩ thẩm mỹ khán giả kém vậy? Buồn là vì thế, chứ làm mấy cái quen mình làm dễ không? À, đây thật sự là cái điều trăn trở luôn chị. Em chia sẻ thật sự với chị luôn, đã bước chân vào nghệ thuật, ai cũng đam mê danh vọng và ai cũng muốn được gọi là sang trọng, cao cấp, hàng lâm, đẳng cấp. Ai cũng muốn cả, ai cũng muốn điều đó hết, chứ không có ai muốn là bị đánh giá là rẻ tiền thị trường hay là cái gì đó dễ dãi, không ai muốn như vậy cả. Tuy nhiên, để trả lời cái câu hỏi này, em đã từng trải qua như vậy. Khi mà em bắt đầu á, em cũng làm nhạc để đi thi, em nghĩ như vậy rồi là xong bán không đấy, được đấy, phải không? Đúng, một vấn đề đó một lần không rồi. Nhưng cái vấn đề khía cạnh hôm nay em muốn khai thác vô đó chính là chúng ta hãy tự đặt câu hỏi cho bản thân mình là chúng ta đến với con đường này vì mục đích gì, chúng ta làm nhạc vì cái gì, chúng ta muốn chúng ta thành cái gì đó, chúng ta muốn nhạc chúng ta như thế nào. Trả lời được những câu đó thì chúng ta sẽ có câu trả lời. Chứ bây giờ ai cũng đẳng cấp, ai cũng này kia rồi, những người mà họ bình dân thì họ nghe cái gì? Chúng ta sẽ qua bài tiếp theo, đó chính là ca khúc Mãi Mãi Là Bao Lâu, một sáng tác của nhạc sĩ trẻ Trung IU. Chắc bạn này mê IU, do Alex Dương Quốc Anh thể hiện. Bực mấy với chị nha, thật sự thì Alex có thể nói nôm na cũng gần như là cùng công ty quản lý với em. Sao nôm na? Tại thị trường Hàn Quốc. Tại vì Alex là trainee ở trong RBW, là công ty chủ quản của Mamamoo ở Hàn á. Thì em cũng đã cái hợp đồng với bên đó và cũng trở thành thành viên của công ty. Nên nói nôm na thêm một cái phương diện nào đó là họ hàng xa. Trước khi nói về cái bài này đi, nói về Alex đi. Theo quan điểm cá nhân của em á, từ góc nhìn của em thì em nghĩ là Alex được lựa chọn bởi vì cái xu hướng, cái hình ảnh nó cũng như là cái concept của Alex nó rất là Hàn. Nó phù hợp với thị trường Hàn và phù hợp để xuất hiện ở trong một boy band hơn là một cái solo. Thật sự thì có thể là từ trước tới bây giờ thì những ca sĩ solo thì chưa nổi tiếng á, chưa chắc là những người hát hay nhất đâu. Đúng không? Tuy nhiên họ luôn có màu sắc riêng biệt và họ đặc biệt nhất. Đó, họ là duy nhất, đó là cái điều mấu chốt ở đây. Tuy nhiên thì với cái một cái thế hệ ca sĩ solo mới nổi đang lên hiện nay như Eric, Đức Phúc, Oren, Hoài Minh Di. Đó, những cái giọng ca trẻ thực lực như vậy thì em nghĩ là Alex còn đang hơi non nớt quá so với lại ngay chính cả cái dàn mà thí sinh The Voice. Chị đồng ý. Và Alex bị một cái là thật ra bên ngoài nhìn rất là dễ thương nhưng mà lên hình không có ăn. Cái mặt nó cũng hơi khất khất, chỉnh chảnh á, làm cho người ta ít có thiện thật cảm. Thật ra là em mới ngại á, do Alex là một người rất là kiểu như là hiền á. Đúng, kiểu như là, nhưng mà cái cách thể, tức là người ta vô tình thôi, vô tình thôi. Đó là cái điều vô tình thôi, nên mong mọi người đừng có hiểu lầm Alex, tội nghiệp cho cậu bé. Nhưng mà những gì mà chúng ta nhìn thấy chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, chúng ta đừng vội phán xét ai khác chỉ qua một hai lần nhìn thấy như thế, nhất là với những tài năng trẻ. Nhiều bạn nhìn khất khất vậy chứ thật ra trong bụng rung gần chết kìa. Thật sự luôn chị, nhưng mà các bạn giỏi ở chỗ là các bạn có thể che đậy được cái cảm xúc đó. Tại vì đúng không, chúng ta lên sân khấu là một nghệ sĩ, chúng ta không được phép để cho người ta nhìn thấy những cái khía cạnh yếu đuối hay là
những cái khía cạnh mà nó không được đẹp lắm của nghệ sĩ hay là gì, đúng không? Chúng ta phải luôn, đã làm nghệ thuật chúng ta phải mang đến niềm vui, mang đến những cái cảm hứng, những cái điều mà nó tốt đẹp hơn cho khán giả. Nên là em nghĩ là Alex có thể là chọn cho mình một cái style là nó hơi cool, kiểu bất cần tí xíu. Đó là cái xu hướng chung của K-pop luôn, kiểu vậy. Rồi, nói về Alex nhiều rồi, bây giờ nói về âm nhạc, nói về cái bài Mãi Mãi Là Bao Lâu đi. Thật ra thì em cũng biết Mãi Mãi Là Bao Lâu, nhưng là em không có đồng cảm được với bài này lắm. Để chị giải đáp. À, chị Thủy Tiên, chị nói hỏi Mãi Mãi Là Bao Xa, cái bạn này hỏi Mãi Mãi Là Bao Lâu. Không, bây giờ chị giải đáp nè. Mãi mãi. Mãi mãi là forever. Không phải, mãi mãi là cái khoảng thời gian mà Châu Đăng Khoa không có bồ. Đồ tồi. Chị đúng là đồ tồi luôn á. Trời ơi. Mọi người ơi, mọi người thấy không? Đối xử với đàn em mình như vậy đó. Ủa cái này chị nói đúng mẹ. Thôi không sao, không sao. Rồi nhận xét mãi đi. Mãi là tình đầu quốc dân cũng được, không sao. Tôi ok. Đây, một ca khúc rất K-pop, rất hợp với là Alex. Tuy nhiên nó lại chưa có đất diễn cho Alex thể hiện được những cái khía cạnh đặc biệt của mình hơn. Tuy nhiên là với một cái chất giọng dễ nghe và popular như thế này thì em nghĩ là Alex chọn những ca khúc như thế này là rất phù hợp. Tuy nhiên là cần một ca khúc nó bắt tai hơn, nó hay hơn và nó cuốn hút hơn. Có nhận xét gì về bạn Trung IU hay không, một đồng nghiệp của em? Em cũng biết bạn là trai hay gái nữa. Chắc trai. Em cũng biết bạn là nhiêu tuổi, là ai nữa. Bạn mới quá, sao nhận xét được. Nhưng chúng ta không nên nhận xét vì người chúng ta không biết nha. Tuy nhiên Khoa có một cái rất là hay, là khi mà Khoa nghe nhạc của ai thì Khoa thường là cảm nhận được người đó như thế nào. Và Khoa cảm nhận được là Trung IU là một bạn trẻ có tư duy âm nhạc tốt. Chúng ta đến với Những Ngày Đi Lạc cùng Linh Cáo. Linh Cáo nó chính là bạn đã hát chung với Đen bài Đưa Nhau Đi Trốn. Một ca khúc mà là làm mưa làm gió một thời luôn á. Hôm nay thì Linh Cáo hát một mình. Thì Đen cũng bắt đầu hát một mình. Với những bạn indie như thế này á, thì các bạn làm nhạc em nghĩ là lúc trước á, khi các bạn còn là indie, thì các bạn làm nhạc kiểu là vui là chính, và không quan tâm đến có ai nghe không, quan tâm đến tất cả mọi thứ. Và nó hot. Đúng. Nhưng mà bây giờ các bạn vẫn nghĩ các bạn là indie. Tuy nhiên là một khi mà các bạn đã tạo ra thu nhập, các bạn đã có commercial, các bạn đã kiếm được tiền, thì các bạn không còn là indie nữa. Yeah. Nó là như vậy. Và cái khúc này, một cái khúc mà Khoa cảm thấy là nó truyền cho Khoa rất là nhiều cảm hứng. Mà nghe Khoa rất là dễ thương. Mà chị Kim Thanh đã tính là loại bài này ra rồi mọi người ơi, nhưng mà Khoa vẫn năn nỉ van xin và khóc lóc suốt 7-7-49 ngày để chị Kim Thanh giữ lại bài này trong list đến một bán rất là dễ thương. Giữa một rừng những ca khúc ủy mị, đau đớn và chia tay, thì có một bài hát nó về chủ đề cuộc sống như thế này, một cái chủ nghĩa xê dịch, lang thang bước đi muôn nơi, không phải là một cái gì đó mới mẻ quá. Tuy nhiên nó vẫn truyền cho mình được một cảm giác rất là fresh. So với cái list ngày hôm nay thì đúng là nó tươi, nhưng mà so với những cái kiểu nhạc như thế này, so với Linh Cáo với Đen thì nó không có lạ. Cái bài này nó cũng thường. Trời, chị đòi hỏi cái gì? Biết đâu đây là một cái món quà bạn tặng fan, một cái mà ý nghĩa riêng với bạn thì sao? Tiếp theo đây sẽ là một bản rất dễ thương. Chi Yeon với Vẫn Yêu Đấy Thôi. Chị đọc theo kiểu Hàn Quốc nghe. Chi Yeon. Chi Yeon Oppa. Chi Yeon Oppa. À, rất sợ. Nếu gấp chân à. Nhưng mà tại sao Chi Yeon dạo này ra bài lặng lẽ vậy? Không phải là lặng lẽ lắm đâu, nhưng mà chỉ có cái là nó không hot thôi. Em không thấy là Chia Dân PR hay là có một cái hoạt động truyền thông nào cho nó lên. Bài này có thể là ở một góc độ nào đó đúng là không được truyền thông đúng mức. Khá là lặng lẽ, chỉ gửi một cái thông tin cho báo chí là thôi, không có gì nữa hết. Không có những cái hoạt động đi kèm. Và Chi Dân cũng không có đánh mạnh cái bài này lắm. Ở trên Facebook của mình cũng thấy share một hai lần rồi thôi. Mà MV thì nó cũng bình thường, mà nhạc kiểu Chi Dân sáng tác kiểu này thì chị thấy nó cũng không lạ. Nói chung là đợt này Chi Dân ra cái bài này là không hiểu mục đích gì luôn. Ra chắc là để hâm nóng tí, kiểu như là cho mọi người khỏi quên mình ấy. Chứ còn mà nếu như mà bài mà Chi Dân tâm đắc thì em tin chắc là Chi Dân sẽ đầu tư rất là khủng. Mức độ đầu tư cho cái bài này thì em nghĩ đây là một bán mà Chi Dân cũng thấy bình thường thôi. Là Chi Dân ra là kiểu như là để hâm nóng tí, nhắc nhở mọi người là tôi vẫn ở đây nhá. Tuy là tôi lo yêu nhưng mà tôi vẫn ca hát nhá. Nhưng mà nhắc nhớ vậy kiểu dễ bị flop quá à. Thực ra mà nói bây giờ nè, mọi thứ nó có cái sự
dễ thở hơn những nghệ sĩ rồi. Nghĩa là dù chị có thể là flop 20 bài gì đó, nhưng mà những bài sau đó chị tốt, chị vẫn có thể lên lại bình thường. Đó, nó được như vậy là nó cũng đỡ hơn rất là nhiều. Nói gì nói, nghệ sĩ mà có tình yêu thì mình cũng vẫn khuyến khích thôi. Mà nhất là bây giờ cặp này đang rất là hạnh phúc, đang vui vẻ và rất là xứng lứa vừa đôi như thế, thì cũng chúc mừng cho Chi Dân nhé. Chúng ta đến với một cặp đôi mà lần đầu tiên kết hợp cùng với nhau là Châu Khải Phong và Khang Việt. Ca khúc I Need You, Anh Cần Em do Hoàng Anh sáng tác. Đây chính là ca khúc tiếp theo trong chương trình Gala Nhạc Việt bài hát của tháng. Và với bài hát đầu tiên chính là một sáng tác của Khoa là Cưới Nhau Đi do Bùi Anh Tuấn và Hiền Hồ thể hiện. Bài hát quốc dân rồi đó, bài đám cưới quốc thì dân. Thì đây chính là ca khúc thứ hai trong cái series chương trình đó. Thì thực sự thì Khoa cũng có cái dự cảm rất tốt về cái bài này. Đây là một bài hát ban đầu thực sự là dành cho Hồ Hà. Đây là một bài hát mà anh Hoàng Anh đã sáng tác cho Hồ Hà cách đây 4 năm trước. Đến nỗi mà 4 năm. Lâu đến nỗi mà anh Hoàng Anh quên mất là mình có cái bài này luôn. Nhưng mà vậy còn bắt trend được không? Âm nhạc sao? Vẫn ok. Thực ra những cái khúc ballad mà vòng hòa thanh Hàn Quốc á, thực ra thì cứ thay đổi sao tiếng bản phối tí là lại ok thôi. Ballad là cứ như thế thôi, thực ra là không có biến chuyển nhiều đâu. Nên là bán này thì Khoa khá là cảm thấy thích đó. Tại vì thứ nhất là giọng hát của hai anh rất là thực lực luôn, nghe rất là đã tai. Và thêm một cái nữa là có một sự đặc biệt, đó là nếu như ai là fan của Nguyễn Hoàng Duy, mọi người sẽ nhìn thấy được, nghe được và để ý được là cái sự bè của anh Duy đã trở lại ở trong cái bài này sau một thời gian biến mất. Thì đây bài hát này thì do anh Duy là người phối khí luôn, thành ra anh bè luôn. Và cái bè của anh rất đặc trưng, 10 năm trước cũng y như bây giờ. Hôm em nghe được thì em đã gửi cho anh cái đoạn đó. Đại ca đã trở lại. Đây là một bài rất dễ thương, em thấy là bài rất dễ nghe. Mình gọi là bền vững với thời gian, trường tồn với thời gian, mãi mãi bất biến, mãi mãi trường tồn. Vĩnh cửu là mãi mãi, mãi mãi là cách bè của anh Duy. Thật sự thì chưa bao giờ mọi người tưởng tượng là Châu Khải Phong và Khang Việt xét chung với nhau, đúng không? Đúng. Đây là hai cái tên đại diện cho thị trường miền Tây luôn. Đều là những cái tên rất là hot, có những sản phẩm 100 triệu view. Và lần này kết hợp thì em có một cái dự cảm rất tốt về bài này. Mà đã vậy hát nhạc của Hoàng Anh nghe nó bị lạ luôn. Đúng, lạ đúng không? Anh Hoàng Anh rất ít sáng tác luôn á. Tức là Châu Khải Phong với Khang Việt thường hát nhạc không phải hát nhạc kiểu này. Nhưng mà chị tin em đi, cái bài này rất hợp với Hoàng Anh luôn. Nghĩa là nó dễ nghe, rất bắt tai và nó cuốn mình, nó làm mình muốn nghe thêm á. Và cái MV được thực hiện bởi Đinh Hà Uyên Thư. Vậy thì còn gì để chê nữa. Yes. Nhưng mà tóm lại là cái bài đầu tiên trong cái dự án Gala Nhạc Việt phiên bản mới á, cái bài của Châu Đăng Khoa mà Hiền Hồ Bùi Anh Tuấn hát á, thật sự một cái bài phát hành một cách lặng lẽ và cũng không có PR gì nhiều, nhưng mà nó cứ âm thầm top trending. Hiện nay đã là 40 triệu view rồi. Và sau đó cái cặp Bùi Anh Tuấn với Hiền Hồ tự nhiên hot luôn. Và đang có nghi vấn. Hát thiệt tình thiệt luôn. Hai bạn mà em cũng thích ship cặp đôi này đó. Hai bạn rất là dễ thương. Chị cũng thấy cặp này dễ thương. Rất là đáng yêu, cả hai đều ngáo ngơ. Rất đáng yêu. Trời, ông Tuấn thì khỏi nói rồi. Nhiều khi mình cũng không hiểu là ông có ý thức được ông là ca sĩ hay không. Em nghĩ là Tuấn ý thức được và Tuấn lựa chọn con đường đó cho mình. Gần gũi với các bạn khán giả, đúng không? Ai cũng là ngôi sao, ai cũng xa cách, ai cũng hào nhoáng rồi thì cần có một ngôi sao gần với mọi người như một anh chàng hàng xóm, ai cũng yêu thích, đúng không? Em nghĩ ok. Mà có một cái điều đó là có những cái clip mà Tuấn và Hiền đi diễn solo á, các bạn hát cái phần của các bạn thì còn lại phía dưới khán giả mọi người đồng thanh hát theo. Trời, em cảm thấy rất là tuyệt vời. Một người nhạc sĩ có bài hit cho biết. Tại vì thực sự luôn là khi làm bài hát này á, em nghĩ một bài hát đám cưới, chủ đề đám cưới như vậy thì nó sẽ bị giới hạn giữa tháng 4. Nó sẽ khó có thể trở thành một bài hit như vậy á, nhưng mà không ngờ là mọi người lại đón nhận nó nhiều như vậy. Nên em cũng rất là bất ngờ. Bởi vậy chị với Diệu Minh luôn nói mà em sáng tác nhạc cộng đồng rất là ăn. Vâng, và chúng ta sẽ đến với ca khúc cuối cùng tuần này, ca khúc Xinh Lung Linh, một sáng tác của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương do Ali Hoàng Dương thể hiện. Gần đây thì Ali Hoàng Dương có mới có một vài vụ lùm xùm nhỏ nhỏ liên quan đến Tóc Tiên. Thực ra thì em cũng hiểu, đọc cái đó thì em cũng hiểu được cái ý của Ali là cũng không có phải là muốn lôi Tiên vô để bài xích hay gì đâu. Mà chỉ là vô tình thôi, đang lấy ví dụ như vậy thôi. Mà cộng đồng mạng quá manh động và làm cho Ali hơi sức bất sang bay một tí, cũng rất là tội nghiệp. Thì nói chung là cũng phải trải qua những cái sóng gió để biết mà trưởng thành hơn, để hiểu. Thực ra Ali cũng còn trẻ mà. Cái gì cũng phải vấp ngã mới đứng lên được. Đúng vậy. Và em nghĩ là Ali đang hơi vội vàng trong cái chuyện than vãn là đi hát 2 năm rồi không có hết. Thực ra 2 năm chỉ là bước khởi đầu thôi. 2 năm là gì? Đúng rồi, và Ali nên là
tiếp tục cố gắng và trau dồi thêm đi, cái gì tới nó sẽ tới, đúng không chị? Ừ, thật ra xin lung linh nó là cái bài hát chủ đề thôi, chủ đề của cả một cái album gồm 6 bài. Yeah. Chị Lưu Thiên Hương sáng tác cho Ali và trong đó có một bài thì Ali song ca cùng với chị Thu Minh luôn. Thì cái màu sắc âm nhạc trong cái album này khá là đồng nhất với nhau, mặc dù khác thể loại nhưng mà mình nghe là mình thấy cùng concept, đầu tư rất là kỹ lưỡng. Nguyên cả album cho ra được thấy cái màu thống nhất như vậy và chị khá là thích cái album này, chị khá thích. Nhất là nó không có phải là ballad thường thấy nữa. Cái thứ hai nữa là nó cũng không phải là cái âm nhạc mà để mình nghe mà cái kiểu mà dùng mọi cách để làm cho người ta cảm giác nó bắt tai bằng những cái từ ngữ hay là giai điệu mà mình cảm thấy là nó lẫn quẩn đâu đó. Tại vì cái vấn đề nằm ở cái phong cách sáng tác của chị Lưu Thiên Hương vẫn luôn là phóng khoáng, thoải mái và không có khuôn khổ gì cả. Chị rất là linh động trong cái sáng tác của mình. Trời, hồi xưa em mê chị Lưu Thiên Hương dã man luôn á. Thật ra là bài hát này nó cũng khá là tiệm cận với âm nhạc quốc tế trong cái hòa âm phối khí cũng như là giai điệu bài hát. Và phần phối khí thực hiện bởi Eddie Trần. Ở Việt Nam, nếu mà xét về trend của các bạn trẻ nghe bây giờ thì phải nói là cái album của Ali Hoàng Dương nó nằm lệch hẳn sang một bên luôn. Album này vừa nghe xong là biết không hit, nhưng mà cá nhân Kim Thanh nghe thì Kim Thanh lại thích. Trong cộng đồng người cao tuổi, vậy là ok. Và Kim Thanh nghĩ rằng Ali nếu đã chọn cái kiểu này phải đi cho tới cùng. Bởi vì mình muốn hướng ra quốc tế thì phải chấp nhận khác biệt, để đánh phân khúc khác. Em nghĩ là đó là không phải là một lựa chọn khôn ngoan lúc này. Cái Ali cần bây giờ là sự lan tỏa và sự đón nhận của khán giả, một cần một bài hit. Cho đến khi mà Ali đã đủ vững vàng rồi, lúc đó thì Ali muốn hát gì hát, muốn làm gì làm. Chứ bây giờ khi mà đối tượng khán giả còn đang eo hẹp mà mình cứ đi xa rời thực tế như vậy thì đôi khi nó lại là một nước cờ không khôn ngoan lắm. Chưa chắc mà cứ làm cái kiểu phổ biến thông thường như rất nhiều người làm hôm nay lại tạo được cái gì. Tại vì thị trường giờ khó đoán mà nó cũng khó lắm. Còn trong khi á, nếu mà đánh chất được đúng một cái khu vực thôi á, thì mình ổn trong khu vực đó thì cũng được rồi. Ví dụ một người cứ từ hát, không quan tâm đến sự đời, không quan tâm PR, không quan tâm gì hết, như Nguyên Hà thì bây giờ vẫn có đối tượng khán giả riêng. Khi tại vì rõ ràng Nguyên Hà biết là Nguyên Hà làm gì tốt nhất. Tại vì Nguyên Hà là thuộc về kiểu ca sĩ phòng thu và những không gian nhỏ, không phải là để dành cho những sân khấu lớn, để dành cho giải trí, để dành cho những cái gì mà nó bắt mắt hay là gì đó. Nên là em nghĩ là Nguyên Hà đang lựa chọn khôn ngoan. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa, chị ủng hộ Ali Hoàng Dương rất nhiều trong cái dự án lần này. Cái MV này á, thì làm rất là chỉnh chu, hoành tráng, nhưng mà cái kiểu làm, cái cách làm thì nó cũng không có được mới mẻ lắm so với cái MV đầu tiên của Ali Hoàng Dương. Nhưng mà dù sao, đó cũng là chất xám rất là nhiều, tiền bạc rất là nhiều, tâm sức rất là nhiều. Tiền bạc rất nhiều, tại sao không qua cho Đông Khoa mua nhạc? Người ta đang làm album với nhạc sĩ Lưu Thiên Hương. Nói chung là em cũng có nói chuyện với Ali khá nhiều và hiểu được kiểu là cái tâm tư của cậu này, hiểu được những cái khó khăn mà cậu trải qua. Nhưng là những nghệ sĩ trẻ thì hầu như ai cũng phải vấp phải những cái điều đó hết á. Nhưng không sao cả Ali, hãy cứ vững vàng tiếp bước. Tại vì thực sự là Ali may mắn hơn các bạn khác rất nhiều, là có một cái ekip đằng sau hậu thuẫn rất là mạnh. Cái bây giờ cần có nghĩa là Ali chọn lựa những cái mà nó hợp thị hiếu hơn thôi là ok. Hợp thị hiếu của khán giả với hợp thị hiếu của Ali. Rồi bây giờ mình chọn ca khúc nào đây Khoa? Thực ra thì hôm nay không có một bài nào đủ xuất sắc để làm cho Khoa cái xuất sắc đi. Say quá cả. Tuy nhiên trong đây thì cái bài mà Khoa muốn nghe lại đó chính là Anh Cần Em của Châu Hội Phong và Khang Việt. Đây là một cái bài mà Khoa sẽ nghe đi nghe lại. Wow. Tại vì kiểu là nó gãi đúng cái chỗ ngứa và nó làm cho Khoa cuốn hút vào, Khoa muốn nghe nó. Hiểu. Anh Cần Em giống như là Khoa cần người yêu rồi, chị hiểu. Chị Kim Thanh cần giảm cân gì đó mọi người. Không, chị không cần giảm cân nhưng mà em thì cần người yêu đó. Chị đừng dối trá. Vâng, xin được chào tạm biệt các thính giả. Chào tạm biệt mọi người.